Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cây máy cắt cỏ muốn giới thiệu đến các bạn nha. Cây cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Shindaiwa và nó có tên riêng ở phía sau đây các bạn. Nó là cây 252 ha. Các bạn xem. 252. Cây này nó sở hữu một cái nòng là 34 ly nha các bạn. 252, 34 ly. Chạy cái tùm bằng nhôm ha, tùm rời ở ngang khớp này mình tháo phía trong tháo ra được rồi, tùm rời cây 252 này nó có cái nòng là 34 ly nha các bạn, và dung tích xi lanh nó là 25.2 cc. Với tầm làm vườn của mình rất là khỏe các bạn. Cây Shindaiwa là một thương hiệu rất là nổi tiếng nha, rất là đình đám luôn. Shindaiwa từ cây máy cắt cỏ cho tới cái máy cưa gỗ ha, đó là rất là đỉnh cao luôn. Shindaiwa nó chế vừa mỹ miều ha, vừa đẹp mà độ bền thì không có nhường cái hãng nào hết nha các bạn. Nói không phải nói chứ nó là có cửa gác hơn các hãng khác chứ không có bao giờ mà thua hết. Nó mang một cái chụp giật trợ lực nha các bạn, nó có xả áp tự động, nó có chụp giật trợ lực ha, có chế quạt khí quanh rồ ha, nắp xăng kính có lỗ thông hơi riêng ha. Ở đây do động cơ mình động cơ cắt cỏ động cơ 2 kỳ cho nên ở đây là nó khuyến cáo mình, nên là cảnh báo mình là các bạn, cảnh báo chứ không phải khuyến cáo ha. Nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy thì dứt khoát gồm có 2 cái hỗn hợp ha, đó là xăng và nhớt ha. Thì tỷ lệ pha xăng và nhớt là xăng 1 lít thì nhớt 50 cc nha các bạn. Đó là tỷ lệ tối thiểu ha. Đúng nhớt là xăng cộng với nhớt ha. Xăng nhiều, nhớt ít ha. Tỷ lệ tối thiểu phải 50 cc trên lít nha các bạn. Các bạn có thể tăng lên 60, 70 cũng chẳng hề gì các bạn. Đây phía trong này có gòn đệm rất là ngon ha. Nắp xăng kính nha các bạn. Nó có lỗ thông hơi riêng. Nó chạy cái chế quạt khí quanh rồ rất là đã luôn. Chế quạt khí quanh rồ thì mình nói hoài với các bạn đó, ha, nó chạy cái độ ổn định nó rất là cao ha và tiết kiệm xăng ha. Ở cái chế quạt khí này là xăng cố định nha các bạn. Các bạn chỉ chỉnh được cây tốc độ thấp thôi ha. Chỉnh này cho ganh ti nó êm và nó đủ xăng ha, nó nhạy nổ. Nếu các bạn chỉnh cây này đúng rồi là nó nhạy nổ, nó đủ xăng ha, chạy ganh ti êm, đó là chỉnh cây này nha các bạn. Các bạn quan sát các chi tiết của nó nè, rất là đẹp luôn. Công tắc ở đây ha, giật trợ lực nha các bạn, tinh luôn. Bộ lửa nè, tinh luôn, tùm nè, rất là đẹp luôn. Cái dòng dòng Shindaiwa này là nó làm rất là chắc chắn các bạn, rất là chắc chắn luôn ha. Các bạn nhìn xem cái đệm hồng của nó nè, cũng như cái tay nắm nha. Nếu các bạn thiết kế cái tay cầm gọn là đây là cái tay nắm ha, một dây đeo đây ha, cụm ở đây, tay nắm phía trái nè, tay nắm phía phải có tay gà ha, nhẹ tưng luôn, nhẹ tưng luôn, rất là đẹp luôn. Thương hiệu của Shindaiwa đây, Shindaiwa nè, chữ Shindaiwa ha, nhãn cỏ nó nè, trùng một màu luôn các bạn, một màu với mãi luôn. Riêng nguyên bản đó là cái cùi này có đóng chữ Shindaiwa luôn các bạn. Các bạn xem chữ Shindaiwa đây ha, các bạn xem đây chữ Shindaiwa này. Đấy. Nó có chống dính cỏ nè, chống dính cỏ, cái chén ấp ngược từ dưới lên khích cháy luôn ha.
và ở dưới nó có chống mài mòn luôn các bạn. Đây. Các bạn có thấy rõ không? Đây. Chống mài mòn luôn ha. Rất là ngon luôn. Tổng thể cái máy đây ha. Mình nổ thử cho các bạn xem. Rất là nhạy luôn. Tại vì nó có chụp trợ lực và có xả áp đó các bạn. Nó rất là nhạy luôn. Rất là thích hợp cho người lớn tuổi và với phụ nữ nha các bạn. Cái máy này nó rất là nhẹ nha. Rất là nhẹ. Nó tầm 4 ký mấy nha các bạn. Mà sức mạnh của nó rất là dữ luôn. 34 ly ha. Nó đánh cước ngon luôn ha. Và cắt dao thì hết sảy luôn. Rất là êm ái luôn. Rồi, mình kéo hơi cho các bạn nghe nha. Các bạn nghe tiếng hực 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 rất là ấm ha. Đó, vậy đó là cái máy nó mới ổn ha. Nha. Giờ đây mình kéo nổ cho các bạn coi. Kéo nổ, kéo nhẹ cái là nổ các bạn. Kéo một đoạn dây ngắn là nó nổ rất là rồi, để mình nổ lớn cho các bạn xem nha. Nổ lớn nha. Rồi, cái video mình giới thiệu cây Sindawa 252. Đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.